Chương trình thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Chào kính chào, kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chào cô Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, ông Đỗ Như Điện là người điều hành của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, được phát về Việt Nam hàng đêm từ 9 giờ cho đến 9 giờ 30 trên làn sóng 1503 kHz chu kỳ, là làn sóng của đài BBC cũ. Và quý vị ở hải ngoại cũng có thể theo dõi đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi qua trang mạng Internet cũng như là số điện thoại mà chúng tôi có trên màn ảnh. Chúc mừng cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi càng ngày càng có rất là nhiều thính giả khắp nơi, phải không? Cảm ơn cô Vân Anh, cảm ơn quý thính giả và mong quý thính giả nghe đài để biết công việc của chúng tôi đấu tranh với Cộng sản qua truyền thông như thế nào. Dạ vâng. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thì ông Đỗ Như Điện sẽ trình bày với chúng ta về cái tin tức rất là nóng bỏng tại Việt Nam. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta ai cũng biết được đã có một cuộc biểu tình rất là lớn đã cho của những người công giáo trong vùng Vũng Áng và Kỳ Anh đã tiến thẳng trực tiếp đến nhà máy Formosa. Điều gì đã dẫn tới cái sự việc mà có một cái lượng người quá lớn như vậy? Thì mời quý vị cùng theo dõi sự nhận định của ông Đỗ Như Điện sau đây. Vâng, thưa quý thính giả, thì như chúng ta biết đó, trong suốt 6 tháng qua, từ cái thảm họa Formosa nó từ ngày 6 tháng 4 kéo dài cho tới ngày hôm nay, thì trong cái thời gian đó cái nạn nhân trực tiếp, tức là cái người dân ở vùng Vũng Áng đó, tức là những cái giáo xứ như là người sống ngay đó, cái vùng đất đó là vùng có một giáo xứ đã bị giải tỏa rồi, có chừng 7 cái giáo xứ trong cái huyện Kỳ Anh đó. Thế thì những thời gian qua họ là những người thiệt thòi, dân đa số là những người dân sống về nghề biển, họ đã không còn phương tiện để mà sống nghề biển, họ gặp rất nhiều khó khăn. Và chính quyền thì như chúng ta đã biết là thông đồng với Formosa để nói rằng nhận một số tiền đền bù là 500 triệu Mỹ Kim để đền bù cho tất cả những cái thiệt hại ở trong cái vùng đó. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó, thì cái vấn đề đền bù nó chưa tới tay người dân, trong khi người dân phải gặp vô cùng khó khăn. Thì chúng ta thấy những cái sự kiện này xảy ra ở ngoài Nghệ An, tức là cái chỗ giáo xứ Phú Yên, thì có linh mục Đặng Hữu Nam. Thì nhớ rằng cái chỗ mà linh mục Đặng Hữu Nam ở ngoài Nghệ An đó, nó không nằm trong cái nhóm mà được chính quyền nghĩ rằng sẽ bồi thường, mà họ là những người cũng là dân trài thiệt thòi, mà họ là những người trực tiếp chịu cái hậu quả thảm khốc. Vì vậy đó, trong vòng độ 3 tháng qua thì linh mục Đặng Hữu Nam và giáo dân ở đó họ mới quyết định là bây giờ chính quyền không đền bù, không giải đáp thì chúng ta phải tự làm đơn đi kiện. Vì thế mà sau khi 3 tháng chuẩn bị thì có 506 cái đơn của 506 ngư dân ở trong cái giáo xứ Phú Yên do linh mục Đặng Hữu Nam giúp, họ đã chuẩn bị đầy đủ, chia ra từng loại, cái gì thịt, cái gì người dân làm muối, người đi đánh cá, người làm nước đá, vân 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 vân, tức là những cái người mà họ bị thiệt hại do cái Formosa gây ra. Thì ngày 26 và ngày 27 họ đã đi từ Nghệ An vào Kỳ Anh, tức là thị xã Kỳ Anh, tức là nơi có tòa án, tức là nơi mà có cái Formosa đó. Họ đến họ nộp đơn. Thì khi họ nộp đơn như vậy thì tòa án nhận đơn. Tòa án nhận đơn. Thì tất nhiên cái câu chuyện chúng ta cũng nhiều quý vị theo dõi thì cũng biết rồi. Cái con đường mà từ đó vào 200 cây số đó, cái 600 người đó gặp muôn vàn khó khăn. Thì quý vị cũng biết, tôi không cần nhắc lại nữa. Nhưng mà khi nộp đơn xong thì khi trở về thì cũng gặp đủ thứ rắc rối. Thì đến ngày 8 tháng 10, tức là sau đó hơn 10 ngày, thì số đơn đó tòa án trả ngược lại cho tất cả những ngư dân đó. Và họ nói rằng là những cái đơn đó không có đúng thủ tục. Thủ tục gì thì mình cũng chẳng biết, bởi vì cái luật là luật rừng ở Việt Nam. Đó là một vế. Vế thứ hai thì có độ hơn 1.000 cái đơn nữa của những người khác. Họ lại theo một cái hệ thống khác là họ gửi cho nhà nước và gửi cho quốc hội, chứ họ không gửi cho tòa án. Đó. Họ gửi bằng bưu điện. Thế thì đó là cái chuyện mà người dân đi kiện, gửi đơn đi kiện, đi khiếu nại,
người ta thiệt thòi thì người ta khiếu nại thôi, chuyện đó bình thường, chứ bất cứ ở đâu cũng vậy. Thế thì đến ngày mùng 2 tháng 10 thì bảy cái giáo xứ, cái giáo họ ở trong huyện Kỳ Anh đó, giáo hạt Kỳ Anh đó, thì cho linh mục Trần Đình Lai, tức là ông là quản hạt cái giáo xứ đó, thì ở đó huy động một cái cuộc biểu tình, họ chia làm hai ngả, ngả mặt trước, ngả mặt sau. Thì tin tức và hình ảnh chúng ta thấy đó thì nói rằng có khoảng 10.000, nhưng mà những người trong cuộc và những cái người quan sát tư thì họ nói rằng còn hơn nữa, nó có đến 17-18.000 người. Thì lúc đầu đó công an dàn trận để mà ngăn chặn, nhưng mà thấy cái đoàn người nó quá lớn, do đó công an họ đã phải lui, mà đến nỗi mà rất nhiều người đã phải cởi áo, bỏ đồng phục để bỏ chạy. Và cái cổng trước, cổng sau, đặc biệt là cổng trước, thì người dân họ đã leo lên cái tường để mà họ treo những cái khẩu hiệu, bởi vì cái số người quá đông như vậy. Và cho đến hôm nay thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra, là bây giờ chính quyền đã điều động quân đội ở các nơi về để bảo vệ Formosa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bên ngoài cái Formosa bây giờ họ đã giăng kẽm gai hết để mà ngăn chặn. Thì khi mà họ tòa án trả lại cái đơn cho người ta, thì họ nghĩ rằng tuần vừa rồi, tức là hôm qua đó, hôm kia đó, Chủ nhật đó, thế nào giáo dân đi biểu tình, nhưng mà người ta lại không biểu tình. Thì chưa biết ngày nào người dân sẽ biểu tình. Như vậy thì chú thấy rằng cái cuộc biểu tình này đã được sắp xếp chuẩn bị cũng khá kỹ lưỡng phải không ạ? Cho nên mới có một cái lượng người quá lớn, quá khổng lồ như vậy. Ở đây thì chúng tôi chỉ cần nói thế này thôi. Nếu mà cô Vân Anh có dịp mà đến, hay là quý thính giả có dịp mà về các cái họ đạo ở Việt Nam đó, thì cái tổ chức ở trong cái họ đạo, cái giáo xứ đó, nó rất là chặt chẽ, nó rất là dễ thông tin nhau. Chỉ cần cha xứ nói với ông Trùm, ông Câu rằng là ngày mai chúng ta đi biểu tình và xin thông báo, thì tự nhiên không cần phải bắc loa, không cần cái gì cả. Hay quá. Cái đường dây nó đi một cách rất nhanh chóng và mọi giáo dân sẽ đi. Vì vậy mà không cần phải cái gọi là hô hoán lên radio, lên tivi kêu gọi, không có đâu. Bởi vì trong những cái tổ chức của cái giáo xứ Công giáo đó, vị chủ chăn đó là rất là dễ để mà thông báo. Và vì vậy chúng ta thấy một cuộc biểu tình đông đảo, nhưng mà lúc đầu đó thì cũng có nhiều người, nhất là thanh niên, thì cũng có bên kia trà trộn vào. Họ chủ ý giống như Vân Anh nhớ và quý vị nhớ, khi mà biểu tình cách đây 2 năm đó, thì có những cái đám trà trộn vào để nó gây xáo trộn, tức là nó đập phá hay nó đốt hay là nó tạo ra cái gì để cho chính quyền có cớ mà đàn áp. Thế thì linh mục Trần Đình Lai đó, ông ấy đã lên máy vi âm, ông nói rất là lớn và nhắc đi lắc lại, chúng ta biểu tình ôn hòa, và những người nào không biểu tình ôn hòa tức là không thuộc cái tổ chức của chúng tôi, và như vậy là không phải là những người đấu tranh, do đó chúng ta giữ cái kỷ luật. Và vì vậy chúng ta nghe, bà có đọc kinh không ạ? À? Đúng rồi. Sướng kinh lên đọc không ạ? À? Dạ. Và vì vậy cũng là một cách để họ loại những cái tên công an chìm mặc thường phục để len lỏi vào đó để mà gây xáo trộn. Đó là cái chuyện xảy ra ở tại... Vâng, cái cuộc biểu tình đó nếu mà quý vị theo dõi thì thấy nó rất là thú vị, là chúng ta thấy dàn công an họ cũng đứng dàn như vậy, nhưng mà họ không làm gì cả. Tức là ngay lúc đầu khi mà số lượng người ít thì chú Điện thấy là có dấu hiệu gì họ đàn áp không chứ? Có chứ, có. Bởi vì có ném gạch, ném đá và có đuổi nhau. Đó. Nhưng mà kỳ vừa rồi chúng ta thấy là ai thâu được cái đó tôi không biết. Nhưng mà họ đã rất văn minh. Họ đã dùng drone để họ quay. Tất nhiên cái người điều khiển drone đó, tức là một cái máy ảnh mà bay trên trời đấy. Tức là họ đã sử dụng được cái đó rồi. Thì họ thâu và chúng ta mới thấy cái cảnh từ trên quay xuống và không bị chính quyền gọi là tịch thu máy. Chúng ta thấy chuyện đó. Và vì vậy mà khi mà cha Trần Đình Nam điều khiển và hô lên như vậy thì bắt đầu người dân bình lặng và
đọc kinh, cầu nguyện, hát kinh hòa bình, chứ không có ồn ào náo nhiệt nữa. Nhưng mà với cái khí thế ấy, tôi nói nhớ một cái câu cho Trịnh Nam nói, chúng tôi chỉ cần 5 phút thôi là chúng tôi có cả triệu người sẽ vô được, không cần phải là nhiều nữa. Và quả thật như vậy, nếu lúc đó mà công an bắn người thì chắc chắn cái chuyện đó nó đã thay đổi rồi, và người ta sẽ ào vào với mười mấy ngàn người như vậy thì không thể nào ngăn cản được. Và vì vậy bây giờ chính quyền đã điều động quân đội nhiều cơ giới và tất cả đến. Trước đó đã có rồi nhé, trước đó người ta cũng đến đã thị uy rồi, nhưng mà thấy cái số người nó quá đông, mười mấy ngàn người. Và trở lại với cái việc mà người dân đi kiện Formosa, thì những cái lá đơn đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã trả lại, thì dựa vào lý do gì mà họ trả lại? Họ nói rằng cái này không đúng thủ tục, không đúng, gọi là không có đủ chứng cớ. Thì chứng cớ cái gì nữa? Bây giờ chứng cớ thứ nhất là Formosa đã nhận lỗi, chưa đền bù, mà có đền bù cũng nhỏ giọt, không xứng đáng. Formosa gây ô nhiễm và không có làm sạch biển, thì chứng cớ gì nữa? Đòi chứng cớ gì? Rồi người dân bây giờ không đi đánh cá được, đánh cá về không có ai mua, làm muối ra không có ai mua, chứng cớ cái gì nữa? Do đó đây là một cái chuyện mà cho thấy rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam rõ ràng bảo vệ Formosa mà xây lưng lại với đồng bào thôi. Và vì vậy bây giờ ở trong nước sẽ làm gì? Chúng tôi có nói chuyện với Trần Nam và những người trong nước, thì cái việc thứ nhất là Linh Mục Trần Đình Na nghĩa là cho biết là chúng tôi sẽ gửi cái đơn khiếu nại lên tòa án một lần nữa. Là nếu cái đơn của chúng tôi thiếu chi tiết hay là không có hợp thì cho chúng tôi bổ túc, đúng không? Bước thủ tục tòa án nói bây giờ chưa xử đã trả lại đơn là không hợp lý. Bây giờ nói bây giờ chúng tôi có quyền khiếu nại, bây giờ cho chúng tôi biết bổ túc cái gì? Chúng tôi bổ túc. Thành ra họ quyết định là thế này: chúng tôi dùng con đường ôn hòa, dùng con đường nhân bản để đặt vấn đề với Formosa. Thành ra lẽ ra tòa án phải là cơ quan gọi là bảo vệ pháp luật và bảo vệ công bằng thì phải nhận đơn và xét xử. Còn bây giờ đây trả lại đơn và nói rằng cái này không hợp lý. Và bây giờ thì họ bắt đầu họ đã có một cái quy định là sẽ đền bù. Cái đền bù ấy là do giữa chính quyền và Formosa, chứ đâu có được ủy quyền của người dân đâu. Ai được hỏi đâu, có biết người dân thiệt cái gì. Thành ra bây giờ người ta không chấp nhận cái đó. Đó là cái sự kiện về cái chuyện mà ở Việt Nam. Và trong những ngày trong tương lai, tôi nghĩ rằng tình hình nó sẽ còn căng thẳng nữa. Vâng, và ông Đỗ Duy Định sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức với cái vấn đề rất là nóng bỏng này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Vâng, cảm ơn quý thính giả.